Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Biểu cảm đáng yêu của Winnie khi lần đầu gặp ông già Noel. Bé Winnie hiện đang là một trong những hot baby sở hữu lượng khán giả khủng trên mạng xã hội. Từ khi sinh ra, Đông Nhi và ông Cao Thắng đã chuẩn bị cho nhóc tỳ một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thứ gì. Bé Winnie là một trong những nhóc tỳ có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Nhân dịp Giáng sinh, ông Cao Thắng đã đích thân hóa trang thành ông già Noel để tặng quà cho con gái. Khi nhìn thấy bé Winnie tỏ ra có chút sợ hãi vì không nhận ra người lạ là ba. Tuy nhiên khi được đông nhi cổ vũ, nhóc tì đã mạnh dạn đến trò chuyện, bắt tay. Khi nhận được những món quà từ ông già Noel, bé Winnie rất lễ phép nói cảm ơn. Bé Winnie có chút sợ hãi khi vừa gặp ông già Noel. Nhóc tì không nhận ra ông già Noel là ông Cao Thắng. Được đông nhi cổ vũ, bé Winnie bắt đầu dạng dĩ hơn, trò chuyện với ông già Noel. Bé Winnie à nhận được nhiều lời khen ngợi khi nói chuyện lễ phép. Sau khi nhận những món quà, ái nữ Đông Nhi đều nói cảm ơn. Giáng sinh năm nay bé Winnie à cùng Đông Nhi và ông Cao Thắng không đi chơi mà tận hưởng không khí ấm áp ở biệt thự khủng. Nhóc tì diện váy công chúa, cột tóc hai bên cực đáng yêu. Bé Winnie à còn thể hiện năng khiếu văn nghệ khi hát múa chúc cả nhà Giáng sinh an lành. Bé Winnie à diện váy công chúa, cùng ba mẹ đón Giáng sinh ở biệt thự khủng. Nhóc tì thể hiện năng khiếu văn nghệ, hát múa tưng bừng. Khoảnh khắc cực đáng yêu của ái nữ đầu lòng nhà Đông Nhi và ông Cao Thắng. Bé Winnie tên thật là ông Yên Nhi, ngay từ khi sinh ra đã được sống trong giàu sang. Lên 2 tuổi, bé Winnie được tiếp xúc với nhiều điều, mở rộng thế giới quan. Dù bận rộn, Đông Nhi và ông Cao Thắng cũng thường xuyên đưa ái nữ đi du lịch, rèn luyện thể thao, nhất là bơi lội. Giọng ca ngọt ngào cho biết con gái là một người sống rất tình cảm, dịu dàng. Bé Winnie ngay từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa. Nhóc tỳ thường xuyên cùng ba mẹ đi du lịch nhiều nơi. Ái nữ nhà Đông Nhi và ông Cao Thắng cực khấu khỉnh, sống tình cảm. Bé Winnie được tiếp xúc với điều kiện chăm sóc tốt nhất. Con gái Đông Nhi rất thích tập luyện thể thao, nhất là bộ môn bơi lội. Nhóc tiền được săn đón không thua ba mẹ nổi tiếng của mình. Nhờ tiếp xúc với nhiều điều, bé Winnie ngày một lớn càng dạng dĩ đáng yêu. Nhóc Tỳ hiện đang là một hot baby trên mạng xã hội, được săn đón không thua gì Đông Nhi và ông Cao Thắng. Bé Winnie cũng bắt đầu bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật như hát, múa, đánh đàn, hứa hẹn sẽ nối gót ba mẹ. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo